mà Phương mặc cái váy này thì Phương cảm thấy rất là phấn khích, bởi vì đây là một trong những chiếc váy bon tấn của mùa thu đông năm nay của nhà Vega Fashion. Đó, và cái mẫu váy này thì mọi người nhìn thôi là mọi người đã biết là nó có thể ứng dụng vào rất rất nhiều các trường hợp khác nhau. Và những cái váy mà mình có thể mặc trong nhiều trường hợp khác nhau như thế này thì thường là các chị em rất rất là thích. Đó, như cái váy này thì mọi người nhìn thì đã biết là nó có thể mặc đi làm được một chiếc đầm công sở rất là lịch sự và nhìn kín đáo, đúng không? Ngoài ra thì ví dụ như cái váy này mọi người cũng có thể mặc đi hẹn hò được luôn này, hay mặc đi chơi, mặc street style, nói chung là nó rất là dễ mặc. Đó, và thân hình nào cũng mặc được. Dáng cổ thì là dáng hơi kiểu cổ vest một tí ấy, nhưng mà nó vạt chéo sang bên này. Đó, và tà thì nó chia làm hai bên. Bên này thì là tà suông, còn bên này thì có xếp ly, rất là xinh. Mẫu này thì mọi người có thể để ý là nó sẽ phối giữa hai chất liệu khác nhau vào một cái chiếc váy. Ví dụ như là phần trước thì chủ yếu là sẽ là màu đen này, ở bên ngoài thì có làm chất liệu tơ khá là xinh và nhìn nó sang ấy, phần vai thì làm phồng. Đó. Ở đây thì là váy rất là dễ mặc, chỉ cần đóng hai cái cúp là mặc xong cái váy rồi. Nó dễ mặc như thế nên là Phương nghĩ rằng là nó sẽ trở thành bom tấn. Mẫu váy này thì có đủ size luôn, S, M, L và XL. Nhưng Phương là 48kg và đang mặc size S. Đó. Đây, mọi người thì nhìn này, đằng sau rất là xinh. Dù là chân váy có phối xếp ly nhưng mà nó không bị kiểu quá xòe, nó khá là ôm vào cơ thể. Nên là khi mà nó đã là màu đen xong rồi dáng váy chữ A còn khá là ôm như thế này thì mặc sẽ giúp cho chúng ta nhìn gầy đi và nhìn rất là mignon. Khi mặc váy này thì nếu mà mọi người muốn điệu hơn, ví dụ như là đi hẹn hò buổi tối thì có thể phối một cái vòng choker này, hoặc là đeo một khăn tuban ở phía trên cổ cũng được nếu mà vào mùa đông. Còn ví dụ mùa thu thì có thể mặc như này, mà tôi nghĩ là kể cả váy này mặc mùa hè cũng được, bởi vì tay của nó mặc khá là thoáng.